Ok, xin chào anh em và chào mừng anh em đến tập tiếp theo trong series game Vietsup Assassin's Creed Valhalla. Tiếp tục câu chuyện của Eivor trong cái tựa game này. Và chúng ta sẽ đi bắt hoàng hậu của vua Burgess. Và chúng ta ở tập trước chúng ta đã có thông tin bà ta ở đây, ở Temple Bus. Mà chúng ta sẽ tới gặp bà ta, bắt bà ta và tra khảo ra chỗ ở của vua Burgess ở đâu. Too long a tale for now, but he's fine. I sent him to Repton. What's the plan here? It won't be long before someone comes looking for these men. We need to get inside and find Alan's will. Capture a queen to find a king. It might work. Only one way to find out. See if you can get anything more out of them. Với việc bắt được mấy thằng lính tuần tra là tra hỏi thì chúng ta biết được rằng vua Burgess không ở đây mà chỉ có hoàng hậu của bà ta thôi, à của ông ta thôi. Nên mình và Sigurd sẽ vào trong này để bắt bà ta. Ok. Tên nhân vật trong game này nó viết theo kiểu tên tiếng Anh cổ, tiếng Anh của người sắc sông. Thật ra hơi khó đọc. Of scouring the Shire in search of a king. Sigurd thì có bảo rằng là anh ta rất hạnh phúc về cái việc đi chinh phục như này. Anh ta không thích ở cái ao làng. Forbert ở Na Uy. Rồi chúng ta sẽ đột nhập ở đây. Oh shit, bị phát hiện luôn rồi. Damn it. Rồi đã phát hiện rồi thì xông vào nhễ với bọn nó thôi. Ở bản này tôi thấy người ta cho cái parry vào nó hay hơn và cảm giác như là mình có thể đánh được với những cái thằng boss mạnh hơn, kể cả mạnh hơn mình. Mình mới có thể chơi được. Không như ở phiên bản Assassin trước thì nhiều khả năng gặp những cái tên boss nó mạnh quá sức thì chúng ta cũng không thể đánh được. Nhưng ở bản này với chế độ parry được thêm vào và thanh thể lực được áp dụng thì các trận chiến nó sẽ tỏ ra là dễ hơn. Nhưng mà đòi hỏi kỹ năng cũng phải tốt hơn một chút, chứ không phải đơn thuần là lao và chém như ở những phiên bản trước. Ở dưới tôi thấy có một thằng boss nên tôi sẽ gọi lính của mình vào luôn. Một thằng béo béo thủ lĩnh ở đây. Chúng ta xử hết bọn cung ở trên này đã. Đó, với những thằng mạnh hơn mình, sử dụng tốt parry chúng ta vẫn xử được nó. Chút thể lực nữa. Rồi. Này. Lĩnh người. Ê à. Mấy thằng giáo này nguy hiểm vãi. Bay đầu. Trời ơi, đứt luôn cái tay. Rồi, chúng ta xuống dưới này để bắt hoàng hậu. Lady Athelswith, I see Burgred has done his best to hide you away. But what is lost must always be found. Let my handmaidens walk free of this place. They have nothing to do with our quarrel. You hear that, Eivor? Noble, selfless. This is the sword you must strike a bargain with. A woman of quality.
We seek only your king, lady. Tell us where Burgred hides, and we will leave without an ounce of blood spilled. Please, I don't know. Câu trước thì đang hiên ngang, câu sau thì đã rụt vò lại ngay được. Diễn biến tâm lý nó hơi bị nhanh. She will soon understand. Wait. Those are the hands of one who washes hands. A servant. She is a decoy. Đứa này đóng giả, nó đóng giả làm hoàng hậu để bà ta chạy mất. Bà ta chạy rồi, mình phải đuổi theo. Watch the handmaidens. I'll follow Athel's with. Chúng ta sẽ ra lấy thuyền. Bà ta chạy nhanh thế. Chứ gì đến một quãng rồi. Go. Let's go. Look, some sort of wolf there. Chạy đâu cho thoát. Như là thuyền bị vỡ thì phải. Hai người trôi xuống dưới sông. Tôi xử cái thằng lính hiện tại. Chúng ta không bắt được bà này khi bà ấy đang bơi. Chúng ta sẽ đón bà ta ở trên bờ. Đó, người ta bơi vào đây chúng ta hấp luôn. Stay away from me. My husband will send you all to hell. Let. Quite clever, your ladyship. You're certainly making us work for it. Keep your hands off me, pagan. Have you lost your sense of hospitality? I regret asking. Vứt bà ta trong thuyền á. Let me go. I demand it. After what you put me through, I would have to be mad. Do you understand what you're doing, pagan? Quân với Sigurd. I am the Lady of Mercia. Stay away from me. Ở cái phiên bản Assassin Valhalla này tôi đánh giá là khá hay. Bởi vì nó không phải đi thuyền nhiều quá như các ở phiên bản trước. Odyssey chúng ta đi thuyền quá nhiều và nó có quá nhiều đảo nhỏ để đi. Còn ở cái địa hình của đảo Anh này thì đa phần nó chỉ toàn là sông thôi, sông khá nhỏ. Chúng ta không cần phải gọi thuyền nhiều, cá nhân tôi không thích đi thuyền nhiều quá. Nó gây ra một sự phiền phức đối với cá nhân tôi. Còn ở phiên bản này thì hoàn toàn nó đã giải quyết được cái vấn đề này cho tôi. Nó đi thuyền rất là ít thôi, đa phần là đi ngựa. Mà hệ thống định vị để di chuyển nhanh cho ngựa cũng rất là hoạt động rất là tốt, khá là ổn. Không có cái kiểu chạy vòng vòng đến một cái điểm mà nó chạy vòng vòng như ở Origin hay là Odyssey cả. Mà ở phiên bản này chúng ta chạy ngựa đến một điểm ở đấy, auto chạy ngựa đến thì chúng ta sẽ nó chuẩn hơn. Chứ không có cái kiểu vòng vòng như ở những phiên bản trước. Rồi, thả bà ta ở bên này. Lady Otherswith, you have seen better days. Athelswith. God will sear your soul, heathen, if he can find it. Kinh nhỉ, cứng đấy. Where's my Catelyn? Của nhà thơ giống cậu à? What have you done with her? Your handmaiden, you mean? The brave one, dressed in royal finery? See some change with the others. I'll take them back to Tamworth. Get them talking. If she has so much as a scratch on her,
Sigurd và Uber sẽ về Tem Uuk trước để tra khảo bà ta. Chúng ta sẽ có khoảng thời gian ở đây để lút đồ. Mấy tên tù nhân này thì sao? Tôi nghĩ là tôi sẽ khử bọn nó. Không nên để quá nhiều người biết chuyện này. Bây giờ tôi sẽ chui vào thành để lút tiếp mấy món đồ mà tôi chưa lút xong ở đây. Sau đó tôi sẽ về hội quân với Sigurd sau để tra khảo và kia sau. Còn hai điểm spoil, skin spoil chúng ta sẽ up. Ok, có hai mảnh kim loại ở trong này. Vào đây lút đã. Rồi, sau khi lút xong thì chúng ta về đây gặp Sigurd. Có vẻ như Uba không hỏi được gì từ bà ta, không tra khảo được gì cả. Và phải lính mình ra tay. Hoàng hậu bị nhốt trong chuồng lợn. Đúng là lên voi xuống chó. Stone-faced and tight-lipped, all for a king who hides like a cowardly vole. Chết quân vương lúc nào cũng phải ngẩng đầu lên, không bao giờ cúi xuống. Mắt lúc nào phải nhìn xuống dưới. Thirsty. Khát không? My husband does what he must for Mercia. How could he do otherwise, knowing that even his closest friends could betray him? Thật ra thì vua Mercia Burgos này là cái việc ông ta đuổi người Đan Mạch hoàn toàn là, theo cá nhân tôi là hợp lý. Nhưng mà có lẽ là cái sai lầm của ông ta là đã cho người Đan Mạch, người Viking người ta trú ngụ ở đây quá lâu, quá nhượng bộ, thành ra dần dần thế lực của họ quá mạnh, không thể kiểm soát được. Nếu ngay từ đầu đã cứng rắn từ đầu thì có lẽ là sẽ không xảy ra cái cơ sự này. Còn về cơ bản thì tôi thấy đường lối của kinh vua Burgos của Mercia muốn đánh đuổi ngoại xâm thì hoàn toàn là chính đáng, đúng không? Nhưng mà cái sai lầm của ông ta là quá là nhân từ với họ ngay từ đầu, khiến cho tình huống bây giờ nó trở nên trớ trêu. Ông ta phải thoái vị cho người khác lên. The thanes and chills of Mercia? No, no. Only Leofrith remains loyal, and he too will fall. Hiện nay thì chỉ còn mỗi tướng Leotithus này, Leofrith này, Leofrith này, tôi không bắt âm được cái từ này, là vẫn còn trung thành thôi. Your ladyship? Ôi. Do not mind me. Only here to count my spoils. Oh God! Ôi, lợn và ăn luôn á. Lợn ăn được đầu người á? Get out, Ivar. Out, Ivar. Now. All right, all right. But if you mean to stay, mind the smell after they finish this. Tôi không nghĩ là lợn ăn được đầu người đâu. Get me out of here, please. Kinh vậy. Talk now, and we'll draw you a nice warm bath. You are asking me to betray my husband. Bà phải làm thôi, không có cách nào khác cả. Mọi chuyện bây giờ nó quá tầm kiểm soát rồi. Đến lúc như này thì chúng ta phải nhượng bộ thôi. Does the caged bird sing? Burkrid is hiding in an old crypt south. Trong một hầm mộ cũ ở phía nam, nơi giao giữa sông Ale và Arvi. Now tell me this is not a sign from the gods. It's a long way to carry a king. The three of you must clear a path back to Tamworth. Where can we meet? Bring him to the bridge at Venonus. It's a straight line through. We'll deal with any trouble there. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm cái trại, cái lăng mộ đặc mà có quân của Mercia đóng ở đấy. Kinh Burgos đang ở đấy. I'm not one for spectacle, but it got her talking. Spectacle?
That's just me. Quái dị thật. Rồi chúng ta đang đến gần đến cái trại đấy rồi. Có khá nhiều lính ở đây. Chúng ta sẽ đột nhập vào trong này. Có vẻ như cái tình hình của nước Anh với bốn vương quốc Anglo-Saxon hiện tại cũng không thân thiết gì với nhau cả. Khi Mercia bị đánh như này thì những các vương quốc còn lại hoàn toàn là đứng nhìn thôi. Không hề có một sự trợ giúp nào cả. Thân ai người đấy lo. Cảm giác như vua Mercia cũng không kết đồng minh với ai cả. Oh shit. Ok. Chúng ta phải xuống chỗ này. Chỗ hầm. Hầm mộ. Subscribe motherfucker. Ngạc nhiên chưa? He's got to be down here. Where are you hiding, Bergrit? Okay. Tiếp tục xuống sâu hơn nữa nào. Có khá nhiều đường. Trong này cũng khá nhiều đồ. Chúng ta cứ loot hết chỗ này rồi tìm vua sau. Ồ. Chúng ta toàn mạng nhện này. Có một hòm to ở đây. Cái này tôi hiện tại đang quá nhiều. Ồ, có rắn ở đây. Hiện tại cái lượng tiền mà mình thu nhập trong game này đang bị quá nhiều mà hoàn toàn cũng không dùng nhiều gì đến. Tiền hiện tại cũng là đến hơn 3.000 rồi nhưng mà hoàn toàn là chỉ để dùng để mua lính thôi. Mua lính thủy thủ và thuyền của mình thôi. Đây đường ra rồi. Chúng ta cần phải xuống tiếp. Tôi chưa biết tiền trong này dùng đến bây giờ có tác dụng gì nhiều. Hình như chỗ này tôi vào rồi. Xuống tiếp này. Tường này. À, có một thằng cầm chìa khóa trong kia. Hình như chỗ này tôi chưa vào. Mà thôi từ từ. Chúng ta cứ xử xong thằng này rồi khám phá sau vậy. Ghét bọn cầm dao trong này vãi trường. Cảm giác rất khó parry bọn này nhé. Mày này chọc tôi đi.
chọc vào đi. Nhóc con. Đây rồi. Chạy đâu cho khỏi nắng. That's a bread knife, my lord. You mean to butter me? Stay back. Back, I say. I'll fight you. If you insist. Trời, mình chưa tay không với ông này luôn đấy. Luckily for you, it won't come to that. Chơi tay không luôn. Quá đơn giản. À, con Tona nó vẫn chặn đường mình à? Nó quyết bảo vệ lão này bằng được à? Ba thằng cả. Này thì Lão này Trời ơi. Phi lệ dìu này. Ai à? Vào đây. Này thì khiên này. Rồi, mũ béo kia. Này thì ném dìu này. Tuổi. Đâu đấy. Xong rồi, con đã chết rồi. Bảo vệ nó là thằng vua này làm gì cuối cùng lại phải chết không? Mấy đồng bạc. Con lính này đâu ra này. Một thằng. Nhảy nhót này. Vẫn còn à? Còn thằng nào nữa? À, vẫn có một thằng kìa. Ui, vẫn có thằng nữa đây. Very đơn giản thật. Đây của tôi đang chơi chế độ Very Hard đấy. Chỉ cần đỡ đòn tốt thôi là chúng ta thằng nào cũng tạm chơi được. Cứ parry tốt là địch mạnh đến mấy cũng sơi được hết. Rồi. Đi nào cu. Gọi ngựa. Ok, cho nguyên ngựa mà. Con ngựa kia đứng lại. Chưa, còn địch vẫn phát hiện. Té qua đây thôi. Một dây dừa ở chỗ này lâu quá. Mẹ con ngựa đây. Câu. Chúng ta sẽ về cái chỗ cầu ở Venus. Venonis. Rồi. Get out here. Get me off this thing.
Lúc chạy để ngựa chạy theo mục tiêu như này chúng ta sẽ không bị mất thể lực. Còn nếu mà không chạy theo này ngựa chạy một tí thôi là hết thể lực luôn. Chạy khá nhanh, ngựa trong game là chạy nhanh lắm. Vèo đã đến nơi rồi. Chờ tớ đi. Ông vua ngồi sau yên ngựa cảm giác khổ vãi. Sóc sóc lên sóc xuống. Vừa còn đánh nhau đây. We need to go. Chúng ta phải đi nhanh. Có bọn đuổi theo. Chúng ta về đâu? À, về Leicester. Bật follow đi luôn thôi. Put me down. Only way you go down is with a rope around your neck. They'll be coming for him. Stay alert. Trouble ahead. Cẩn thận không ngã ngựa bỏ mạ. Bọn nó đuổi đuổi theo sát đít này. Sắp về thành rồi. Đồng đấy. Vẫn còn rất nhiều lính Mercia trung thành với ông này. Ừ, đồng đấy, đồng đấy, đồng đấy. Kia là lính của mình đúng không? Ồ, đây là lính của mình rồi. Mày quá. Chặn họng nó đi. Tốt lắm. Chót lọt. Đưa lão này về. Cút cút cút. Bị dân chúng phỉ nhổ kìa. All that remains is a coronation. A witan with the lords of Mercia. Burgred, my love. My lady, are you injured? Did they hurt you? No, no, I'm fine. Move along, lord. Your king awaits. Your death will come, Danes. Your end was writ the moment you came for me. I have made damn sure of that. The zealots will know your name soon enough. No matter where you are. Có một tổ chức là Zeroth đang săn lùng mình theo lệnh của ông này. Một phát đấm vào mồm nói nhiều. Zealot. What does he mean? Ignore him. Desperate pleas and prophecies, nothing more. Walk with me, Wolfkist. We have some time before the ceremony. Okay. Where to? Nowhere in particular. I only want to celebrate. Didn't think you were the type. You've drawn a dark conclusion about me, haven't you? That is all well and good. I've drawn some about you as well. Are you leading a lamb to slaughter? See what I mean? Dark. Too dark. Okay, đi đâu đây? Get lost. Sit down. Đi uống rượu à? I know I have been a cock, but you,
are a good fighter. I respect that. Let it be said that Ivar the Boneless considers Eivor a friend. Who calls you boneless? Đúng, tại sao lại là không xương? Mình cũng thắc mắc cái này. Giết một người người ở Hibernia. Không xương bởi vì có lẽ là Eva di chuyển rất là nhanh như một cơn gió, không gây ra tiếng động. Valhalla, that is where I am bound. I can smell the blood and taste the mead. Và tinh thần của Eva kiểu như là tinh thần của một người chiến binh. Tôi trong máu chỉ có đánh nhau thôi. Me, Hafton, we will be there. But Uba, no. I do not think we are chasing the same victory. Not anymore. What does Uba want? To grow old and fat on a farm somewhere. Uba thì có tư tưởng kiểu như lập gia đình. He wants an heir. Chứ không muốn kiểu chết một cách đơn độc, cô độc. He was different before. But this place, England, Ivan thì đang đổ tội đổ cho cái việc do xâm chiếm nước Anh nên Uber đã mềm yếu đi. Trước đây thì như nào? Trước đây thì Uber cũng giống như Ivan. Chỉ biết đánh nhau. If that is a compliment, I missed it. All I mean to say is things were easier some time ago. If it bothers you so much, why not strike out on your own? Because he is my brother. I love him. And I will do what it takes to drag him back around to my way of thinking. We are warriors, all. And that is to the death. Cái việc Eva nói như này thì nó mặc mô hình chung là cũng nói về ám chỉ về mình và Sigurd, Eva và Sigurd. Tức là lúc ở Na Uy thì chả có chuyện gì cả, nhưng mà sang lúc mới sang môi trường mới, sang nước Anh này thì bắt đầu mâu thuẫn nó xảy ra. Nó cũng giống như là Eva Uber vậy. Eva Uber trước khi đến Anh thì cũng vẫn là những chiến binh bình thường giống nhau. Nhưng khi sang Anh, tư tưởng mỗi người lại khác đi. Gặp những người mới, môi trường mới thì nó sẽ thay đổi. Đó là cái sự trưởng thành của từng con người, của một giai đoạn mà không ai giống ai cả. Hồi bé chúng ta có thể chơi giống nhau, chơi chung nhau cùng một chỉ hướng. Nhưng mà khi lớn lên rồi, mỗi người nó lại có một cái tư duy khác nhau. Và cái việc Eva này cũng giống như là một cái điểm báo tương lai sau này của Ivar và Sigurd, nó cũng như vậy. Tôi nghĩ là nhà phát hành họ cũng đang hướng chúng ta đến cái câu chuyện như vậy. Một cái diễn biến một cách từ từ thôi. Có một áp nhánh này chúng ta sẽ có thêm một thanh thể lực để dùng skin. Nice. Very good. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lên hội trường để tham gia cái lễ đăng quang của vua Selwood. Như vậy chính thức là chúng ta đã có một đồng minh là Mercia và những người anh em của Ranna. Công việc của chúng ta ở đảo Anh hiện tại cũng chỉ là xây dựng liên minh thôi. Xong chỗ này chúng ta sẽ lại xuống xuôi xuống phía dưới để xây dựng tiếp liên minh tiếp theo. Đây, lễ đăng quang đây. Đó là lý do chúng ta cần vua của Mercia sống để cho cái ngày này thì nó mới có tính hợp pháp, hợp lệ. Còn nếu chúng ta giết vua Mercia Burgess thì không khác gì chúng ta cướp ngôi cả. Không danh chính, danh không chính mà ngôn không thuận. Có vẻ như ai cũng ghét ông này. Nhìn chung thì chính sách sai lầm nên cộng thêm bảo thủ quá. You sought me out, old friend. And here I am, standing before the throne from which I reigned not long ago. You stand before us to accept this Witten's unanimous decision that you are unfit to rule and are hereby deposed. We demand the abdication of your kingdom and your crown,
to Thane Chairwolf. Mercia has spoken, Lord. The crown. Is that you, old friend? Ah, yes, I see it now. Forgive me. The robes of righteousness sit so loosely upon your shoulders. Ông này đến phút cuối rồi mà vẫn kiểu khệnh khạng nhỉ. Me as king, forgive its obscuring light. Rất khệnh khạng vênh váo. Where is my crown? Forgive my nerves. Here I am, an upright man who never once learned how to bend the knee. Mắc đá đều. Yet, I shall try. Ah, how simple it is. How easy to kneel without fear and feeling. He's mocking you, man. I'd kill the fucker. Worry not, Dane. I shall resign this crown and this pagan-infested kingdom, and the favors of these two-faced men. But I will do so on kỳ, ra điều kiện luôn. My demands are simple. Firstly, you must... Ra điều kiện này. You fool. Look around you. You have no leverage here. Plead for your life. For it is the only thing these men will grant you. Sắp chết rồi còn dám ra điều kiện. Cái đoạn này họ làm diễn biến tâm lý nhanh quá. Lúc đầu, lúc trước, vừa lúc trước đang khệnh khạng, xong lúc này đã diễn dị được rồi. Đáng lẽ phải thêm một vài lời thoại nữa, xong rồi mới tụt hẳn xuống. Cảm giác đang lên cao nhưng nó tụt bụp xuống dưới. Diễn biến tâm lý hơi nhanh. Ok. Vua Seawood chính thức là vua của Mercia rồi. Chính thức chúng ta có đồng minh rồi. Very good. Lính của Mercia đang tiến tới Repton. Gather what men you have and split them between the north and south gates. Let's divide his forces. Seobert thì cũng đang ở đó. Shit, chúng ta phải đến cứu cậu ta. Seagot sẽ ở đây bảo vệ Seut. Mình sẽ đi mình. Chết tiệt. Bây giờ chúng ta có thể tê lê được trong đấy không nhỉ? Di chuyển tới Repton. Được, được. Tê lê đến đấy luôn. Đây đang đánh nhau rồi. Have you seen Chilbert? No, we caught sight of him. He was chasing someone. It has to be Chilbert. He is the only prize worth taking in this match. Rồi chúng ta sẽ đuổi theo họ. Có vẻ như Leofis đang đuổi theo Chilbert. Đau thế. Một thời gian đánh nhau bọn này. Tiện chúng ta thuê luôn một thằng thủy thủ ở đây luôn. Trăm vàng.
Join me. Together we'll force open the doors of the All Father's Hall. Sao mình xong. Where are you? Ôi, bay đầu. Chém ấy. Chặt đầu cũng như là. Jailbound. He's in trouble. There. Please, you do not want to do this. Leofred, let him walk. You answer to me. I answer to my king. Our silence deeds with this. Đấu boss rồi. Lay it by, Leofred. There's nothing left to fight for. We've stormed Repton. Only a matter of time. I cannot do that. Then you will die. Someone will. You can't win this, Leofred. Okay. Even if you defeat me, the Ragnarssons have won the day. I have fought many a day in my time. I'm still standing. Ây à. Kinh đấy. Kinh đấy. Bình tĩnh thôi. Bình tĩnh thôi. Bình tĩnh thôi. À. Hết máu để ăn rồi. Hết sức cẩn thận. Này thì thế thôi. Thế thôi. You're slowing. You are strong-willed pain. Hergrid was lucky to stand in the way. Thế thôi. I will die before I. Thế thôi. Lại đây. Quá chậm chạp. Luyện để nó vẫn né được của mình vẫn trưởng. Oh shit. Bình tĩnh. You are finished. Not yet. Fight me, heathen. Shit. I will make you feel pain. Hút nè. Này thì một phát quá tấm. Này thì go on, then. End it. No appeal to your god or your king. I swore an oath to Sir Borgrid to the death. Leofred này quá là trung thành rồi. Trung thành một cách mù quáng. Odin. Vãi trưởng nói chuyện với Odin luôn á. Burkrit abandoned him, betrayed his trust. If I were Leofred, I would want to know. Why rob him of this last glory? A warrior ready to meet his god and best.
bask in his praise. To live will only lead him to shame. It's not an oath he would keep if he knew the truth. Then choose. Truth. Mình lại phải lựa chọn. Or glory. Có lẽ chúng ta sẽ tha cho ông ta. Bởi vì anh ta là một chiến binh khá tốt. Trung thành. Anh ta không đáng chết một chút nào. He resigned the crown and fled to Rome. He's gone. Anh ta cần biết lý do. Lie to a man seconds from death. What would I gain? He saved himself and left you to die. All this fighting, it's for nothing. For no one. To betray one so trusted. So close. It's a dishonor. Worth a thousand deaths. Eivor, you have shown me a great kindness. It is only fitting that I do the same. At Venonis, there is a statue. Tại Vinius có một bức tượng và một cuộn giấy đặt trong cái lọ. Mình phải đốt cái đấy. Tên của Eivor có trong cái đó. À. Vì mình có tên trong cái cuộn giấy đó nên bọn Zelos này nó sẽ săn lùng mình. Bọn Zelos này có lẽ là cái bọn Knight mà chúng ta đã giết ở mấy tập trước bằng cách đứng ở trên thuyền cho cung bắn. Nhưng mà tầm này thì Evil cũng mạnh rồi. Tôi nghĩ cũng có thể ăn được một thằng. Không biết nỗi. Come on. Let's take you back. Ok, đi về nào. Careful, you're injured. Đi về gặp ông già. Right, really. A few nicks and cuts from the battle, that's all. These wounds will heal quickly. You're lucky. I threw myself at him, Abel. But he only toyed with me. He knew I couldn't touch him. You should have stayed hidden. Nếu fit thì hoàn toàn chắc không muốn giết Serbet đâu. It was our fight. Mục tiêu của anh ta chắc chỉ là bắt thôi để ra điều kiện thôi. Nhưng mà chưa kịp bắt thì mình đã bắt được ngu của Mercia rồi, Burgess rồi. Back there with Leofred. I didn't think you'd spare him. There's no honor in killing a man misled. He believed his king would die fighting for Mercia. He knows the truth now. And with that truth, he forges a new path. You were right about him, Gelbert. And right to believe the line that divides us can be thinner than it seems. Ở đây thì Ivan và Uber thì cũng đã xử xong hết bọn lính này rồi. Look at you, bloody and battle-worn. Could be chieftain of your own clan with courage like that. No less than the king of Mercia, brother. One of these days. And how is my father taking to his new role? See for yourself. Okay. Ông già lên chức cái oai hẳn. You are an Atlinger now. Or Atling, I think you'd say. Next in line for the throne. It's an honorable title. One that demands good judgment. Be careful who you trust. My son. Are you well? Yes, father. Hình như thời này là vương miện của vua, những buổi vua của Anglo-Saxon là họ không có cái bông hoa bách hợp nhô lên, với cả không có hình thánh giá. Hình như cái vương miện đấy sau này kiểu như là có văn hóa Pháp ảnh hưởng vào thì nó mới có. Bình thường ngày xưa thời Trung Cổ, những cái năm thời Trung Kỳ Trung Cổ thì là vương miện nó sẽ có hình hoa bách hợp ở giữa này, xong hai chỗ này nó sẽ nhô lên kiểu như là có mấy cái nhô lên này. Còn ở thời này thì là một cái vòng thôi, đội đầu, không trang trí nhiều. Sigurd sẽ tiếp tục tới OCC cái gì đó để thiết lập liên minh. Và chưa cần đi cùng với Sigurd vội.
Seowulf thì muốn gửi con trai của ông ta tới chỗ của mình, cái trại của mình, để an toàn khi ông ta ổn định Mercia. Ok. I do. A young steed called Theobald. Good. I can ride with you as far as the river Neck. You may find your way from there. Thank you, Sigurd. This puts my mind at ease. Be ready for my call, Eivor. It will come. You and Sigurd make a good pair. The future of England will be pagan from top to bottom. Uba tặng mình một cái vòng, coi như là tín vật của tình bạn. You honor me, Uba. See that? Sly bastard trying to win your heart. Well, two can play at that game. Vãi đái, thằng Iva nó thấy thằng Uber tặng vòng cái ông lần là ông nhặt cái dìu của thằng của cái jacket ông đưa cho mình. Bẩn vãi. Nhưng mà có một chút thì đấy cũng cute phết chứ đùa đâu. Tuy cục xúc một chút thôi. Nhưng mà nó kiểu nó thật thà ấy. Kiểu rất là thật thà. Bây giờ chúng ta sẽ đi đốt cái cuộn giấy theo lời của Leofis bảo. Cái cuộn giấy đó ở Vinonis. Đúng rồi. Ở đây có một bức tượng. Trong bức tượng có một cái lọ. Ok, ta sẽ travel ra đấy. Đốt đi. Và giờ mình cũng nên về gặp Radivi để xem tiếp mở đồng minh ở đâu. Đây à? Đây bức tượng này. Evil của Raven Clan. Mình có tên trong cuốn sổ này. Mình phải đốt trước khi bọn Zelelot đến nó tìm thấy cuốn giấy này. Zeroth, các chiến binh Zeroth sẽ không săn lùng mình, nhưng họ vẫn là những người kẻ thù rất là nguy hiểm. Ok, bọn nó đi tuần khắp nước Anh này. Nhưng mà cái khu vực này tôi như chỉ có chỉ có hai thằng thì mà được, tôi đều xử hết rồi bằng chiến thuật du kích lên trên biển à. Bây giờ chúng ta sẽ về làng để nói chuyện với Dadivi. Đồng thời up skin đã. Chúng ta sẽ up nốt để lấy nốt cái một chấm thể lực nữa. Rất là tuyệt vời. Rồi. Có khá nhiều đơn ở đây nhưng thực sự là tôi chưa muốn khảm vào bộ đồ của mình. Bởi vì cái bộ đồ này là cái bộ đồ của tộc Raven. Chưa cần thiết chúng ta phải dùng. Chưa chắc là chúng ta dùng sau này. Mà hiện tại thì bộ này tôi đã up lên cấp 2 rồi và tôi thấy nó cũng khá là ổn, nó khá là trâu. Mặc dù đang chơi chế độ Very Hard nhưng mà gần như là lính cũng không thể làm gì được mình.
rồi. Seawood, Seabird thì cũng đang ở đây rồi. Thanks to Sigurd, he was a good guide and even better company. He told me some incredible stories. The best ones were about you. Hopefully nothing too embarrassing. There were a few gems. Not to interrupt, Davor, but what of Leicestershire? The Alliance is one. The sons of Ragnar are friends to our clan. Glad to hear it. Well done to you both. Rút kiếm. Con quạ. Thay vào con quạ. Tốt lắm. Rồi, và tập 5 trong CD game Việt Sắp Assassin's Creed và Hà Lan đến đây là hết. Nếu anh em xem thấy hay, bấm nút subscribe, nút chuông ủng hộ mình. Hẹn anh em đến tập tiếp theo trong CD game Việt Sắp này. Xin chào và gặp lại. Bye bye.